Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Astiva bảo hiểm sức khỏe yêu đời, hãy ghi danh hôm nay để có 2.000 Mỹ Kim tiền cắm răng và dịch vụ đưa đón với tài xế người Việt. Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ 1 đồng. Như Huyền và Lê Thái, cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần của chúng tôi. Và kính thưa quý vị, phần này phần 3. Trong ngày hôm qua thì Lê Thái có đưa đến quý vị thông tin về cái hãng thời trang Dior có một cái bức ảnh nó gây tức giận, nổi giận cho những cái giới trẻ cũng như là những cái người dân ở Trung Quốc. Người ta đã phản ánh là cái bức ảnh này nó là cái sự bôi nhọ cái người phụ nữ của châu Á nói chung cũng như là đất nước Trung Quốc nói riêng. Và ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị thông tin là sau khi mà bức ảnh này được đăng lên chỉ một ngày sau thì nhiếp ảnh gia này người ta đã kéo xuống và lên mạng liền và xin lỗi bởi vì đã chụp ảnh bức ảnh này. Và ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị thông tin và cũng như là hình ảnh của cái cô nhiếp ảnh gia này. Cô cũng là một người rất là xinh đẹp, thưa quý vị, cũng là một người khá nổi tiếng, rất là nổi tiếng trong cái giới nhiếp ảnh gia. Vô bức ảnh. Dạ vâng. Và cô này tên là Chemen, hay là chúng ta dịch ra tiếng Việt là Trần Mạng, thưa quý vị. Cô đã xin lỗi sau khi mà cô chụp bức ảnh cho Dior bị chỉ trích là bôi xấu phụ nữ Trung Quốc. Và ngày 23 tháng 11 vừa qua thì trên trang cá nhân của mình, cô Trần Mạng đã cho biết là những ngày qua cô nghiêm túc đọc các bình luận về tác phẩm của mình và tiếp thu ý kiến đóng góp của những người phê bình chung quanh ở khắp nơi trên toàn thế giới. Và nhiếp ảnh gia 41 tuổi đã viết rằng là tôi phản tỉnh sâu sắc và tự trách cái hành vi của mình là ấu trĩ và thiếu hiểu biết và tôi xin lỗi mọi người. Và Trần Mạng giải thích là khoảng 10 năm trước, cái quan điểm nghệ thuật của cô chưa chín chắn. Vì thế cho những tác phẩm mà giai đoạn đó của cô là chưa đủ tầm vóc và còn nhiều thiếu sót, thưa quý vị. Và cô đã gỡ bỏ mọi bức ảnh bị phê bình, chỉ trích, tránh làm tổn thương người khác. Và nhiếp ảnh gia này cũng viết là hiện cô ý thức rõ trách nhiệm là ghi lại và truyền tải lại cái nét đẹp văn hóa quê hương. Và cô sẽ tiếp tục học hỏi và trau dồi kiến thức sáng tạo để kể những câu chuyện về đất nước Trung Quốc thông qua những bức ảnh mà mình chụp. Và Trần Mạng đã hứng chịu cái làn sóng phản ánh và chỉ trích từ ngày 12 tháng 11 sau khi mà nhà mốt Dior đăng trên cái Weibo bức ảnh là có tựa đề là Ngạo Mạn và Rụt Rè mà cô chụp cho hãng vào năm 2012, tức là gần 10 năm trước, thưa quý vị. Đồng thời là cho biết rằng là cái tác phẩm này sẽ được triển lãm tại Thượng Hải. Tấm hình chụp người mẫu vắt nhỏ, mắt nhỏ, trợ ngược và mặt tàn nhang, môi đen và mắt môi thâm, mắt đen, môi đỏ, thưa quý vị. Và móng tay cũng như là kiểu tóc lấy từ cảm hứng của thời nhà Thanh. Và hàng trăm nghìn khán giả đã chê bức ảnh rất là ma quái, xấu xí và bôi xấu hình ảnh người phụ nữ Trung Quốc. Và sau đó thì nhiều người ta tìm lại tất cả các bức ảnh cũ của nhiếp ảnh gia Trần Mạng này. Và cho rằng là cô còn hơn 10 tác phẩm bôi nhọ phụ nữ nữa, như là bức ảnh mà đội viên thiếu tiên và đập Tam Hiệp năm 2018 ở trên ảnh quý vị đang xem. Và hai bộ 12 bức ảnh Trung Quốc thập nhị sắc năm 2012. Và Trần Mạng sinh năm 1980 tại Bắc Kinh, thưa quý vị, là tên tuổi hàng đầu trong giới nghệ thuật thị giác ở Trung Quốc. Và cô hợp tác với nhiều thương hiệu nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng và từng tổ chức triển lãm tại Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thái Lan, Anh, Tây Ban Nha và Ý. Và tờ The New York Times từng gọi Trần Mạng là người tiên phong của nhiếp ảnh Trung Quốc trong những cái bức ảnh, trong những cái tác phẩm mà nhiếp ảnh mà cô đã từng chụp. Và cô cũng đã từng chụp cho nhiếp ảnh gia cô cũng là từng là nhiếp ảnh gia đã chụp cho tạp chí Vogue, là một tạp chí nổi tiếng của thế giới. Rất là hay khi mà cô lên mạng ngay và cô tỏ ý cô xin lỗi và nói rằng là 10 năm trước thì cô hoàn toàn là một cái người không chín chắn trong vấn đề chụp ảnh và những cái ý tưởng của đó là còn quá trẻ đi. 10 năm trước là cô sinh năm 80, là tính đến nay là 40, là khoảng 30 tuổi thôi. Khoảng 30 tuổi thì em nghĩ rằng cô cũng tự nhận mình là một người quá trẻ và non nớt trong nghề. Thì đây chúng ta cũng ghi nhận về những cái gì mà cô thổ lộ ra. Nhưng mà đối với em thì những tấm ảnh đó cực kỳ hay. Cũng đẹp chứ đâu có gì. Mỗi người có một rất là ấn tượng và rất là hay. Em không nói, em không có, mình nghĩ cái gì mà nó quá nặng nề đi thì nó sẽ trở thành nặng nề, đúng rồi. Chúng ta nghĩ nó đơn giản lại thì nó sẽ đơn giản, đúng không quý vị? Đúng rồi, nhiều đồng ý với Lê Thái đó. Cảm ơn Lê Thái rất là nhiều. Mà theo về cái đẹp thì mỗi người có một cái nhìn khác nhau, thưa quý vị. Lê Thái có cái nhìn rất là đặc biệt về cái đẹp. Vì vậy quý vị thấy Lê Thái mặc đồ cũng rất là lại đặc biệt. Lại nữa là khen em rất là ngại với quý vị khán giả. Cái đó là sự thật phải không quý vị?
Bản tin kế tiếp đó là về rượu. Thưa quý vị, thì rượu là một trong những cái chất mà phổ biến nhất ở trên toàn thế giới, là một trong những giải trí cho tất cả những người mà họ uống rượu đi chơi hoặc là những cái buổi tiệc, mà kể cả những người bình thường. Thì rượu nó được phân phối như thế nào? Không phải là nước nào cũng phân phối những người họ tiêu thì rượu tờ xem hết, thưa quý vị. Tất cả nó đều không có, nó khác nhau rất là nhiều. Và mức tiêu thụ và các loại rượu tiêu thụ rất khác nhau tùy thuộc vào mỗi đất nước. Hơn nữa, sẵn ở những nước mà có những trái cây, ngũ cốc được sử dụng trong các sản xuất rượu và đồ uống được tiêu thụ phổ biến nhiều hơn, cũng như văn hóa chiếm ưu thế nhiều hơn. Một số nền văn hóa coi việc uống rượu là một trải nghiệm thú vị, và trong những nền văn hóa khác thì họ nghĩ rượu là nhiễm độc, là một trong những cái gì mà rất là tội lỗi. Ngoài ra còn một có số câu hỏi về kinh tế mà nước họ đang có nữa. Trong một số khu vực trên thế giới, rượu được sản xuất hàng loạt để có thể tràn ngập trên thị trường và trở nên rẻ hơn các loại đồ uống khác, bao gồm cả nước. Khi chúng ta lập bản đồ tiêu thụ rượu theo đầu người bởi các loại rượu khác nhau, nó dựa vào những cái địa phương, những văn hóa, thì các bản đồ sử dụng dữ liệu tiêu thụ rượu được WHO ghi lại trong năm 2019, thì châu Âu dẫn đầu về tiêu thụ rượu theo bình quân của đầu người. 10 quốc gia hàng đầu về tiêu thụ rượu làm nổi bật đồ uống có cồn trong văn hóa của châu Âu. 8 trong số 10 nước quốc gia có mức tiêu thụ rượu trên đầu người, đó là châu Âu, chủ yếu là các nước ở Đông và Trung Âu, bao gồm là Latvia, Cộng hòa Séc, Lithuania và Áo. Và cái tiêu thụ rượu bình quân trên đầu người thuộc về cái quần đảo Cook dẫn đầu thế giới với mức tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm là 13.4 gallon rượu. Và đây là một trong những cái bản đồ mà họ chia ra, một trong những cái nước mà tiêu thụ rượu khác nhau trong năm 2019. Và ở tiểu đồ cũng cái khu vực Bangladesh, Ả Rập, Saudi, Kuwait và các quốc gia Hồi giáo khác thì cái vấn đề tiêu thụ rượu rất là ít, tự vì họ bị cấm về mặt tôn giáo và họ nghĩ rượu là một trong những cái chất độc, thưa quý vị. Và tiêu thụ rượu bình quân đầu người cũng làm nổi bật sở hữu về sở thích rõ ràng ở từng khu vực của từng nước. Những người tiêu thụ rượu lớn nhất ở quốc gia ở phía Trung Âu, Nam Thái Bình Dương là một trong những phần của Caribbean, cũng là thuộc của châu Âu. Bia rượu vang là một trong những cái loại phổ biến nhất của người Caribbean. Và Pháp với Đức, họ đã sản xuất rượu vang rất là nhiều, chính vì vậy cũng nổi tiếng ở những khu vực này, thưa quý vị. Và bên cạnh đó, có những khu vực như là rượu rum và chiếm ưu thế ở quần đảo Cook và phần lớn ở vùng biển Caribbean, nơi có 4-12 người tiêu dùng, là trong đó mỗi người theo đầu người tiêu dùng thì rất là nhiều, thưa quý vị. Và họ đa số là dùng bia hoặc là dùng rượu vang. Và tầm quan trọng của những cái địa phương và những khu vực mà họ trồng rượu ở châu Phi và châu Á thì họ thường thường dùng những cái loại rượu làm từ đồ uống như là cây mía hoặc là mật và thậm chí cả từ gạo, thưa quý vị. Và không giống như những khu vực như ở Japan thì họ sử dụng gạo để mà làm rượu, lên men và sử dụng làm rượu. Nên tùy theo cái văn hóa và tùy theo khu vực và tùy theo những cái cây trồng nào phổ biến ở khu vực đó thì họ làm rượu. Và rượu rất là một trong những cái giải trí, nhưng mà uống nhiều quá thì cũng gây rất là gây hại. Ở châu Âu thì người ta uống rượu rất là nhiều. Nhắc đến rượu thì Việt Nam của chúng ta hồi đó em có đi rất là nhiều ở mấy cái tỉnh mà giống như là cái miền núi giống như là Buôn Mê Thuột này nọ, yeah, hay là Gia Lai, hay là ở huyện Hiên, Ca Tu này nọ, ở trên Quảng Nam, thưa quý vị. Thì em thích nhất là uống rượu cần. Thật sự là nói đến rượu cần thì chúng ta thấy là những cái người mà dân tộc, mà ở đồng bào dân tộc đó, người ta uống cái loại rượu đó rất là đặc biệt. Yeah. Nó cũng từ những cái gạo nếp lên men, và trong đó có những cái loại cây lá cỏ này nọ luôn, mà khi mà chúng ta chỉ có đổ cái nước suối vào thôi, thưa quý vị. Thì để một hồi lâu thì tự nhiên là cái đó nó lên men liền. Lên men rất là nhanh.
và uống nó xỉn luôn, uống rất là say, và có một cái ke ché rượu cần đó mà rất là nhiều những cái vòi ra, cái và vòi để mình cái uống. Vòi đó là toàn là những cái cần bằng thiên nhiên không. Wow. Và chúng ta có thể hút chung với nhau, uống chung với nhau, nhưng mà uống hồi chung đó, với nhau hơi bị dơ. Đúng rồi đó, cái đó là cái là chị là không thích cái là, uống chung hồi đó. Xưa thì uống thấy ngon, nhưng mà bây giờ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nè, rồi bệnh hoạn này nọ, viêm gan siêu vi này nọ, cộng với lại COVID-19 này thôi, mà chung lại mười mấy 20 ông 20 bà đó mà còn cầm cái có một cái cần rượu cần, nó không phải, nó nhiều cần lắm. Mà khi mà chúng ta hút vô thì chắc chắn thì nó sẽ chạy ngược lại, đúng rồi. Không? Cái phần cần nó sẽ chạy ngược lại thì tất nhiên là cái nước bọt hay tất cả cái gì của chúng ta nó chạy ngược lại vô trong đó, rồi người khác hút vô nữa thì kinh. Thật là rất là kinh, đúng không? Ngon thì có ngon, nhưng mà nếu như uống một mình thì nó rất là ngon, còn uống chung thì hơi ớn ớn. Thôi cho mình ly uống mà thôi. Dạ vâng, và kết thúc quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 Cà phê sáng cuối tuần. Nhiều và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Bạn có nhớ không, khi bạn bị bong gân mắt cá chân, mẹ sẽ an ủi động viên bạn. Làm việc chăm chỉ và kiên trì là một món quà từ cha. Khi bạn vấp ngã, sự chăm sóc của bà là món quà tốt nhất để giúp bạn đứng lên. Một món quà thật quý giá, thể hiện tình yêu thương sâu sắc từ xa đến các thành viên trong gia đình. Dầu gió còn nó, một món quà hoàn hảo của tình yêu và sự quan tâm dành cho những người thân yêu của bạn.